Rồi, chào các bạn. Giới thiệu với các bạn, hôm nay là tôi đi hái cây cà nút áo. Đây là cà nút áo các bạn nhé. Giới thiệu với các bạn một loại cà ăn rất ngon. Ở đồng bào dân tộc trong miền Nam họ dùng cái quả cà này để làm canh thục, một món ăn đặc sản của đồng bào. Cà này có thể kho cá cũng rất ngon các bạn. Chúng ta cũng có thể là nộm ăn như là cà pháo bình thường. Hôm nay tôi đi hái cái cà này. Mục đích hôm nay tôi đi hái không phải là để ăn làm thức ăn đâu các bạn, mà là làm thuốc. Đây là một thứ một cái vị thuốc đặc biệt để chữa về các bệnh khối u các bạn nhé, các loại u biếu, u biếu. Hái được một mớ. Cái này về đập dập xong là phơi khô. Người ta gọi là cà hoa trắng, tôi gọi là cà nút áo. Cà này thì ăn lại không có mang tính độc nhiều như là cà pháo. Nếu như mà ai đau nhức xương khớp ăn cà pháo thì nó rất là đau và nhức, nhưng loại này thì lại không. Loại này có thể nó tiêu độc, tiêu viêm, tiêu u các bạn ạ. Tính chất của cà này nó rất là nóng, chính vì cái tính năng nó nóng thì nó có tác dụng làm mềm các khối u. Cây cao khoảng 2 mét, hơn 2 mét các bạn, rất nhiều trái. Này tôi vào đây tôi hái cái cà này. Tiền thẻ tôi cũng quay luôn cái trái đu đủ cho các bạn. Cái đu đủ đực cho các bạn coi. May quá vào đây hái cà lại gặp cái nhà chú này lại có cây đu đủ đực. Tí nữa tôi sẽ xin một ít về để làm thuốc. Kia là cây giải quạt các bạn nhé, xạ căn. Đây, cây đu đực khá lớn. Cái này nấu ăn cũng rất là ngon, nhưng mà đắng lắm. Bạn nào ăn được thì mới ngon, chứ không rất là đắng. Quay ông chú này chú quay cái này xong để hái về làm thuốc. Nhà có cây này là quý lắm đấy chú. Vâng, xin hoa về nấu ăn này, về làm thuốc này. Hôm cho cắt cái cành nhỏ đấy về ghép vào cái cây kia nó không lên, nó không chịu dính. Cây rất là to. Vâng, đừng có chặt phí. Chặt đi thì phí lắm. Có người ta làm thuốc người ta cần lắm. Để đây mình ăn bao nhiêu thì ăn, còn đâu là cho người ta cho vui. Vâng. Cây này chữa ho rất là tốt các bạn nhé. Cái lá này chúng ta đem vị ho, đem nướng này, đem nướng nó chín đi rồi chúng ta ngậm ít thôi, ngậm nhiều là phồng hết họng.
đang ho lắm nhưng mà ngậm một lát là tịt ho luôn. Những cái lá này, nướng chín lên xong rồi chúng ta mới ngậm, chứ còn ngậm tươi này thì ngậm một chút xíu thôi chứ không là lột hết họng, nóng lắm. Toàn cây thuốc này. Cái này cũng rất là tốt. Rồi, chào tạm biệt mọi người nhá.